chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn follow shop hàng loạt trên Shopee bằng phần mềm Shopee Plus. Vậy đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, đăng nhập vào trong phần mềm để có thể sử dụng các tính năng ở trong Shopee Plus. Các bạn có thể cùng lúc đăng nhập nhiều tài khoản bằng cách mở nhiều tab và thêm tài khoản của mình vào trong phần danh sách đăng nhập. Sau khi các bạn đã đăng nhập thành công, các bạn vào tab follow shop. Tại đây các bạn có thể tìm kiếm các UID là chủ của các shop đang bán hàng ở trên Shopee để có thể follow những shop này. Có 3 cách để các bạn có thể tìm kiếm các UID. Cách đầu tiên, các bạn có thể tìm kiếm các UID đăng các sản phẩm theo từ khóa hoặc là link chuyên mục. Cách thứ hai, các bạn có thể tìm kiếm các UID, comment hay đánh giá vào một sản phẩm cụ thể ở trên Shopee. Và cách cuối cùng, các bạn có thể tìm kiếm các UID đã comment hoặc là đánh giá các sản phẩm ở trong một shop cụ thể ở trên Shopee. Vậy đầu tiên, mình sẽ tìm kiếm các UID đã đăng các sản phẩm theo từ khóa hoặc là link chuyên mục. Click tìm UID. Như vậy, phần mềm đã quét ra được 1.184 UID đăng các sản phẩm có chứa từ khóa là áo ở trên Shopee. Cách thứ hai, các bạn có thể tìm kiếm các UID đã comment hoặc đánh giá vào một sản phẩm cụ thể ở trên Shopee. Mình sẽ nhập link của sản phẩm vào trong ô tìm kiếm này. Ví dụ, đây là một sản phẩm hiện đang được bán ở trên Shopee. Mình sẽ sao chép đường link của sản phẩm này, dán vào mục link sản phẩm. Tích để lựa chọn UID đánh giá hoặc comment vào trong sản phẩm trên. Click tìm UID để có thể quét ra những UID đã comment đánh giá vào sản phẩm này. Đây là 3 UID đã comment đánh giá vào sản phẩm trên, kèm theo tên của các tài khoản. Cuối cùng, các bạn có thể tìm kiếm các UID đã comment đánh giá vào các sản phẩm ở trên một shop cụ thể, trên Shopee. Ví dụ đây là một shop đang bán hàng ở trên Shopee. Mình sẽ sao chép đường link của shop này, dán vào mục link shop. Tích chọn UID đánh giá và UID comment để tìm kiếm các UID đã đánh giá và comment vào các sản phẩm ở trên shop. Mình sẽ quét 5 sản phẩm ở trên shop. Click tìm UID để bắt đầu quét và tìm kiếm các UID này. Đây là 104 UID mà mình đã quét được, comment đánh giá vào 5 sản phẩm ở trên shop kia. Đây là tên của các tài khoản đã comment đánh giá vào các sản phẩm ở trên shop. Các bạn có thể nhập từ khóa để lọc các UID trên, hoặc là lưu danh sách các UID mà mình vừa quét được ra file bằng cách click vào mục lưu danh sách. Nếu bạn đã có sẵn một tệp UID mà các bạn muốn follow, các bạn click vào mục mở danh sách UID để tải và mở danh sách này ở trên Shopee Plus. Tiếp theo, các bạn thiết lập các điều kiện của các UID mà các bạn muốn follow. Các bạn có thể check thời gian tạo tài khoản từ ngày bao nhiêu, hoặc là check thời gian online, check số sản phẩm ở trên shop, check số người đang follow shop hoặc check số lượng người mà shop đang follow. Ví dụ, mình sẽ check thời gian online của shop. Số lượng sản phẩm ở trên shop là 10 sản phẩm. Số lượt người đang follow shop, mình sẽ để là 20. Thời gian delay các bạn nên để từ 10 đến 30 giây để hạn chế tình trạng bị khóa tài khoản ở trên Shopee. Các bạn có thể lựa chọn check từ UID thứ bao nhiêu và giới hạn số lượng UID mà các bạn muốn quét. Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn click vào ô bắt đầu để có thể bắt đầu check và follow các tài khoản này ở trên Shopee. Trạng thái check được hiện ra, bao gồm các tài khoản thỏa mãn điều kiện, như vậy đã có một tài khoản thỏa mãn các điều kiện mà mình đã thiết lập. Trạng thái sẽ hiện ra là đã follow. Ô lịch sử được hiện vào góc phía bên phải của phần mềm, các bạn có thể theo dõi trực tiếp. Nếu muốn kết thúc quá trình check và follow này, các bạn click vào ô kết thúc để kết thúc quá trình tự động follow hàng loạt các UID, các shop ở trên Shopee. Gửi yêu cầu hoàn tất.